An tư xinh đẹp, tư chất thông minh, lại cầm kỳ thi họa. Nếu như ở lại Đại Việt thì thật là uổng phí, nên ta mới ngỏ lời với quan gia gả An Tư công chúa cho Trấn Nam Vương Thoát Hoang thái tử nước Nguyên. Dù gì là thê tử của thái tử, biết đâu sau này sinh được quý tử lại trở thành mẫu nghi thiên hạ. An Tư vừa có ngôi vị lại vừa được lợi cho quốc gia, một công đôi chuyện quá là cần gì. Thứ phi quả là sáng suốt. Nhưng mà Sao? thần nghe trong cung đang đồn đại rằng Trần Tôn đòi xin đi theo để hộ tống công chúa. Có chuyện đó sao? Thần nghe một tin rằng Trần Tôn và công chúa có tư tình với nhau. Vì vậy mà Trần Tôn không ngại đường xá xa xôi, xin quan gia đi hầu hạ công chúa. Theo hầu An Tư sao? Khá khen cho Trần Tôn có tấm lòng chung thủy. Nhưng ta sẽ không để các ngươi ở bên cạnh nhau lâu đâu. An Tư vừa có ngôi vị lại vừa được lợi cho quốc gia, một công đôi chuyện quá là cần gì. Thứ phi quả là sáng suốt. Nhưng mà